Cho chén lớp ấm trà đây. Ấm trà đây ngồi chia buồn với mà có một người vào xem. Giờ này chắc mọi người còn đang bận. Nhưng mà mình chỉ rảnh được một tí này thôi. Sau đấy thì mình lại phải làm việc. Ăn nhạt rồi anh ơi. Chúc mừng anh Hiếu không phải viết báo. Xong bảo viết báo nhưng mà anh không viết về chính trị Việt Nam. Chứ anh có bảo anh không viết báo đâu. Chẳng hạn như chuyện đời sống bên Đức này hay là những cái chuyện mà tàn văn thì vẫn biết chứ. Hôm qua nghe tin anh Oisin, anh Huy Đức bị bế đi cũng buồn. Thực sự là anh Oisin thì không như anh Khế thì mình ghét mẹ này. Riêng anh Khế thì mẹ mày tù mút mùa vì anh Khế là mình ghét hơn anh Oisin. Anh Oisin thì trước kia anh Khế với mình không có tình cảm gì cả. Đâm ra lúc anh Khế anh bị xích ý, thì mình mừng. Nhưng mà anh Oisin thì trước kia là hai anh em tình cảm với nhau. Ông ấy cũng tốt. Ông ấy cũng tốt với mình. Ông ấy tốt với mình ấy. Nhiều khi lúc đầu bằng mình mới biết là ông là người cũng chú ý đến mình. Lúc mình viết Ngày đấy nó gọi là cái Yahoo 360 ấy, là lúc đấy mình mới viết thì ông Huy Đức ông cũng để ý đến rồi ông cũng khen rồi ông động viên, ông bảo mày viết được cố mà viết, thỉnh thoảng ông cũng động viên. Anh em thì cũng tốt tình cảm. Xong rồi đến cái đợt mà ông ấy mà chửi, ông ấy chửi bãi ấy, thế là mình bảo anh ơi bây giờ là anh chửi bãi thì em chửi Tư Sang, còn nếu mà anh mà chửi Tư Sang thì em chửi bãi. Bây giờ là cứ phải người chửi bên nọ người chửi bên kia thì nó mới vui. Thế là ông bảo ok thuộc của mày thế cũng được. Thì mình bảo đông em tùy anh thôi, nhưng mà truyền thông thì phải có người người chửi bên này người chửi bên kia thì nó mới vui. Thế là chuyện thì cứ ông thì cứ chửi bãi thì mình cứ chửi Tư Sang thế thôi. Quanh thì còn hai anh em thì vẫn cũng không hằn thì nhau cả, nhưng mà sau thì ông có vẻ là ông tức mình vì mình chửi Tư Sang nhiều hơn. Ông chửi Tư Sang nhiều thì ông tức nhưng mà ông không nói. Nhưng mà đến cái vụ mà lúc mà Đinh La Thăng cả bị toi thì ông reo mừng cũng rất là vui. Thì lúc đấy mình cũng cay nhưng mà nhà ơi thôi thì chuyện thì bây giờ là ông ấy mẹ thế thời của ông đến thì ông ấy vui thì chả sao. Xong rồi Phúc Nghẹo lên thì ông khen Phúc Nghẹo mình cay lắm, mẹ mình cay Phúc Nghẹo. Mà ông lên ông khen Phúc Nghẹo mình cay, mà thằng này mẹ mày liêm chính kiến tạo mẹ, thì cái thằng Nghẹo này trình độ gì mà làm thủ tướng mà mẹ ông khen được, là ông Phúc này lên là giải quyết được bao nhiêu giấy phép, rồi là người có khả năng ký trị, rồi là tài năng là có khả năng ký trị, là có khả năng kiến tạo, đó khi ông khen ông Phúc mình cũng cay. Thế mình lại cay lại nhưng mà mình không nói. Nhưng mà đến cái vụ mà ông Nhất bị bắt ấy, thì lúc đấy mình mẹ mà cay ông Oisin luôn. Lúc đấy thật sự là lúc đấy mình cay mình mà đi mẹ. Cái lúc ông Oisin ông chửi 3x thì ông bị đi tù 25. Lúc ra tù nhá, ông hộ Oisin ông còn chạy đến trận chạy tù ông đó Đông Nhất. Chạy chạy tù đó Đông Nhất rất là tình cảm. Nhưng mà khi mà mẹ 7 phút ấy mẹ bắt lôi người bắt ông Nhất về, cái là lúc đấy mình bảo là phải gào lên đánh động lên để cứu cho tính mạng ông Nhất hoặc là để cản trở đấy. Thì ông Oisin là ông bạo lập mấy ông rồi cả cái hội mấy mấy ông đấy, xong lại còn cả cái hội mà
mà thân mấy mấy ông ấy, mấy mấy cái ông kiểu như là cây bút ở hải ngoại đấy, ở kiểu như là báo người Việt đấy, thân ông Huy Đức này cũng bênh ông Huy Đức, xong rồi ý bà là làm gì có chuyện bắt cóc Trương Duy Nhất lọ kia các thứ. Xong đến lúc bao nhiêu lâu sau là tuyên bố bắt Trương Duy Nhất thì lúc đấy là chuyện đã rồi. Thế từ đấy là mình cũng cay. Không, anh thì không vui đâu, vui đâu. Bắt ông Nhất thì bắt ông anh Khế thì mình vui, còn bắt ông Oxin thì mình không vui. Chính ra là mình mong này là nhà nước ấy là bắt anh Oxin rồi ấy, thì lên là chỉ tạm giam anh ý mấy tháng, sau đấy thì một thời gian xong rồi cho anh về là gọi là tại ngoại đấy. Trong khi hồi xưa mình cũng bị bắt đấy, bị bắt xong rồi đến lúc mình được tha ấy thì cái không, nó không phải là cái lệnh tha là kiểu như là xóa cái vụ án đấy đâu, mà nó trong cái lệnh đấy nó chỉ ghi là hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, có nghĩa là mày đang bị giam thì bây giờ là tao không giam mày nữa, chứ không phải là lệnh tha hoặc là lệnh tha hay là lệnh kết thúc vụ án thì mày không có tội mày đi. Không, cái chuyện này là không phải chuyện mình nhân văn, mình thương anh gì anh Oxin đâu. Mẹ cái con Trang Quỳnh này, bao lần mình chưa chặn được nó hay sao mà nó lại xuống ở đây nhỉ? Mình không phải là mình thương gì anh Oxin đâu. Nói chung là nếu mà thương thì mình phải thương mẹ cái người anh em như kiểu Lê Dũng Vô Ba hay là Lân Thắng hay là ông Phạm Thành ấy, ông Nguyễn Tường Thụy là những người sát cánh với mình thương, chứ làm sao mà nói chuyện mình thương Oxin thì không có chuyện mình thương. Nhưng mà cái chuyện mà ông bị bắt thì bảo mình vui hay không thì mình cũng chẳng vui gì cả. Cái chuyện mà anh Huy San là anh bị bắt ý, thì đấy không phải là tin nội bộ đâu, mà là thực sự là mình cảm nhận được trước. Cái lúc mà sau khi mà anh Huệ mà sắp sửa bị xử ấy, lúc anh Huệ chưa bị mất trước ấy, còn đang chưa quyết định xong ấy, thì lúc đấy là có các anh kiểu như là anh Phan Thế Hải này, anh Lưu Trọng Văn này, anh Trần Thanh Cảnh này, mấy cái anh đấy nó cứ con để cho mình kiểu như không nói được. Mà ba cái anh đấy ấy, lúc anh Huệ sắp sửa bị đang ở trong cái thế mà sắp sửa bị hạ bệ ấy, thì mấy anh đấy là nói phản ứng ghê lắm. Rồi anh Phan Thế Hải thì anh bảo là anh Huệ thì mới là người có kiến thức, có trình độ, còn ông Trọng thì là bảo thủ, không kiểu như bảo thủ làm chậm quá trình của đất nước. Còn anh Trần Thanh Cảnh thì anh bảo là kiểu như cái cây cổ thụ già rồi mục rồi ấy. Ý nói ông Trọng già rồi mục rồi thì phải mẹ họ gọi là phải mẹ vứt đi ấy. Còn anh Lưu Trọng Văn ấy, thì anh thâm anh Lưu Trọng Văn thì anh bảo là nếu như mà phải tranh giành để mà đất nước, để cho mà trẻ em không phải nghèo đói như này thì lên tranh giành. Ý anh Lưu Trọng Văn mới là thâm, anh ấy bảo là ý là anh bảo là mẹ mày kết thúc mày kết kiểu như là liên kết với nhau mà lật đổ ông Trọng đi, xong rồi để mà lên đấy. Đấy, ông Lưu Trọng Văn. Thì khi mà Lưu Trọng Văn, cả Trần Thanh Cảnh và Phan Thế Hải, ba cái người đấy mà ý nói kiểu như là bật lại ông Trọng đi, đâu có tí nữa đi tìm này, nó có bao nhiêu cái đấy chặn nó rồi là vẫn lên đấy. Không, thế là ba anh đấy lên gây lên một cái làn sóng gọi là chống đối tổng bí thư, mà đòi là lật đổ tổng bí thư. Mà cái đấy rất là nguy hiểm, vì cái chuyện mà cái phong trào ông Trọng ông đang phát động phong trào chống tham nhũng như thế thì rất là nhiều đối thủ, nhiều đối tượng mà người ta không ưa ông ý, mà bây giờ mà có một bọn mà đứng lên hô hào
kiểu như lật đổ ông ấy thì kiểu gì thì cũng phải diệt thôi. Thì lúc đấy là mình đọc ở trong cái của cái hội đồng lý luận quốc gia ấy, các bạn mình bảo các bạn là phải đọc cái những cái bài viết của các cái giáo sư ở hội đồng lý luận quốc gia, thì các bạn là không chịu đọc. Nhưng mà khi mình đọc, khi mà sau cái vụ anh Huệ và ba ông kia lên tiếng ấy, thì mình đọc ở trong cái tạp chí cộng sản các bài viết của hội đồng lý luận quốc gia ấy, thì người ta có một cái bài viết người ta bảo là về cái thái độ chính trị, về cái tư tưởng chính trị cần phải xử lý. Thì mình đọc cái bài viết đấy xong nhá, mình bảo là thôi, nếu mà cái bài viết này mà ra đời ấy thì có mấy ông gọi là khôn là phải ra đi. Lúc ấy mình đã viết rồi, mình bảo mấy ông khôn phải ra đi thôi. Nếu mà bạn nào mà tìm lại cái cách đây khoảng một tháng mình nói ấy, thì mình có nói như thế. Sau đấy thì mình cũng viết một bài, mình bảo là về cái thái độ chính trị mà khi mà đang mà chống tham nhũng như thế này ấy, mà đi ngược lại mà lại còn phản đối lại ấy, thì chắc là toi thôi. Thì lúc đấy thì mình không nghĩ đến là ông Oxin là ông bị, tại vì ông Oxin ông ghi khôn, ông im rồi. Mà mình chỉ nghĩ là đầu tiên là Lưu Trọng Văn là phải bị tóm, vì Lưu Trọng Văn là kiểu như to mồm nhất. Sau Lưu Trọng Văn đến là Trần Thanh Cảnh, thì lúc đấy Trần Thanh Cảnh lại rất là hay đi lại với Oxin, với anh Oxin. Đấy, thì là cái bài viết của bên Hội đồng Lý luận Trung ương ấy, thì người ta chỉ nhằm vào một số đối tượng, cái làn sóng mà gọi là phản ứng với cái cuộc chống tham nhũng mà đòi lật đổ Tổng Bí thư ấy, thì người ta chỉ nhằm, người ta viết lên, người ta leo lên cái hiện tượng đấy, và trong cái hiện tượng đấy là chỉ có Lưu Trọng Văn, Phan Thế Hải và Trần Thanh Cảnh. Thế là mình bảo là trong ba thằng cha này thì là thằng Lưu Trọng Văn là thằng nham hiểm nhất, mà thằng Lưu Trọng Văn là cái thằng nó gây ảnh hưởng nhất. Chứ còn Phan Thế Hải và thằng Trần Thanh Cảnh thì nó cũng không được tên tuổi gì mấy. Nhưng mà thằng Lưu Trọng Văn ấy thì nó là đi lại liên kết rất là nhiều người, mà nó mới là thằng chủ chốt, thì mình nghĩ là Lưu Trọng Văn là thằng ra đi. Nhưng mà không ngờ là đúng lúc mà sắp sửa mà đưa Lưu Trọng Văn lên tuyến đầu ấy, thì ông Oxin ông lại mẹ mày, ông lại nhảy lên, mẹ mày gọi là nhảy lên, ông nhảy lên làm tuyến đầu. Ông làm ngọn cờ đầu ông ấy. Chắc là ông Oxin ấy thì ông ấy thấy mẹ cái mấy cái thằng mày Trần Thanh Cảnh rồi Lưu Trọng Văn thì nói đéo ăn thua gì cả. Cả ông ngồi ông bảo là ông không ăn thua gì cả, ông bảo thôi mẹ bọn này đéo ăn thua gì cả, bây giờ mình phải mẹ mày trực tiếp. Mình phải trực tiếp mình ra quân. Thế là ông ra quân ấy, nói chung là vì anh Oxin thì anh trực tiếp anh phải ra quân, là anh là cũng là do tình thế cấp thiết rồi. Tức là cái phe mà Hà Tĩnh của anh ấy thì có nhiều người là bắt đầu bị đụng chạm vào đấy, như anh vợ của Trần Hồng Hà là bị bắt đúng không, rồi cái thằng cha gì Hồng Kông gì đấy mà giám đốc công an Lạng Sơn ấy, người Hà Tĩnh ấy, thì cũng bị bắt Đức Thọ luôn. Lúc đấy là mấy nhân vật của Hà Tĩnh đã bị bắt rồi. Anh Oxin thì anh cũng là một người yêu quê hương, nhưng mà quê hương là quê hương Hà Tĩnh chứ không phải quê hương Việt Nam. Tức là anh là một người yêu quê hương, nói về góc độ về vùng miền ấy, thì anh là một người rất là yêu quê hương Hà Tĩnh, không bao giờ anh ấy nói xấu một người Hà Tĩnh nào cả. Đấy, mà luôn luôn mà khi mà người Hà Tĩnh nào bị động vào ấy thì là anh ấy là anh có phản ứng ngay. Không, anh Oxin thì không bị ép viết đâu. Thực ra là đọc những cái bài của anh ấy là không phải bị ép viết. Mấy cái bài vừa rồi ấy, bài vừa rồi là do anh ấy bức xúc quá. Anh ấy là mình là người Hà Tĩnh rồi, mình là người cũng lắm truyền thông, mà tác động bao nhiêu năm qua mình tác động đến truyền thông rất là lớn. Bây giờ những cái người Hà Tĩnh quê mình mà bị đụng chạm đến như này, chẳng lẽ mình không vận chuyển được tình thế hay sao? Thế là anh ấy mới viết bài đấy. Chứ còn trước kia mà quánh người phe khác, các bạn xem mới vừa rồi nhá, Phang Ông Thưởng nhá, là anh Oxin anh còn ủng hộ, anh còn chửi ông Thưởng là thế này thế kia các thứ, rồi anh đưa cái ảnh ông Thưởng chụp với 3X lên mà anh chửi mà. Nhưng mà khi mà đụng phát đến Huệ cái sắp đầu, xong rồi đụng tới mấy người Hà Tĩnh cái là anh Oxin thái độ anh quay ngắt, anh khác hẳn ngay. Tức là anh ấy thì là nếu mà cứ bắt thì mẹ mày người nào mà không phải phe Hà Tĩnh mà các phe khác ấy, thì là anh mừng, mà bắt 3X thì anh càng mừng. Nhưng mà bắt cái người nào mà cùng phe
mà có với anh thì anh không thích. Bây giờ là buồn rồi. Bây giờ mà mình hôm gì trước mặt mấy nghìn người mình bảo nếu mà anh Osin bị bắt đấy thì mình không nói chuyện, không viết về chính trị Việt Nam nữa. Bây giờ bây giờ mà mình không giữ lời mà mình vẫn viết thì còn mẹ mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Rồi giải nghệ chắc là phải giải nghệ thôi. Bây giờ chỉ còn nước là bây giờ mong sang tuần rồi anh Osin anh được tha thì là mình lại chém gió tiếp. Chứ bây giờ anh mà không được tha thì thôi. Ôi dồi ôi, mẹ đời này chỉ có mẹ Osin cả công khế thôi. Còn Hoàng Hải Vân các thứ thì không chấp. Nhưng mà anh em mình không phải lo. Vì là không có người ta bảo là không có người. Có cô thì chợ vẫn đông. Mà cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Mình mà không biết về chính trị nữa, mình không đưa tin nữa thì còn có nhiều người khác. Đấy, còn sẽ có người khác người ta đưa tin. Không phải các bạn không phải lo chuyện đấy. Hiện giờ là bây giờ là mà ở bên Đức này là có anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài. Và đặc biệt là anh Lê Trung Khoa là anh có rất là nhiều nguồn tin nội bộ rò rỉ cho anh. Và anh cũng có ban biên tập rồi cũng có nhiều người viết. Nó thành một cái tờ báo gọi là rất là chuyên nghiệp, nó rất là làm việc, nó rất là nghiêm túc và bài bản, mang một cái gọi là tính chính thống của báo chí. Còn như mình thì mình chỉ là gọi là buôn dưa lê vỉa hè vỉa hiếc các thứ thôi, nói loạn mẹ xã hội. Bán mợ thì chợ vẫn đông đúng không? Hay là bây giờ làm khảo sát ở Lê Ngọc Minh, lại làm khảo sát như kiểu như là quyết định 244 ngày xưa của Trung ương đưa ra ấy, xong bảo là bây giờ là tôi muốn nghỉ nhưng mà các anh mọi người vẫn tiến cử tôi làm tiếp, thì bây giờ lại đưa ra bắt đầu lại ra đại hội rồi đại hội lại bỏ phiếu kiểu như là đồng ý cho rút hay là không đồng ý cho rút nhỉ. Bây giờ lại làm quả kiểu 244 ấy, đúng không? Thế là bây giờ xong rồi tôi bảo là tôi cũng muốn nghỉ rồi, nhưng mà bây giờ là các đồng bào hay là mọi người thì cứ tin tưởng thì muốn tôi làm thì tôi phải làm thôi vì không có người thay thế nhỉ. Chủ yếu cứ châm biếm Lê Trung Khoa. Không, các bạn phải nhớ nha, mình không hề châm biếm Lê Trung Khoa. Ví dụ như cái chuyện mà có lần mình đưa một cái văn bản về cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vụ anh Huệ lên ý, thì Lê Trung Khoa đưa ngay ngại một bài khẳng định rằng văn bản này là giả mạo. Và thời báo chấm đê là nơi duy nhất không đăng cái tin giả mạo này. Đấy, người ta báo chuyên nghiệp người ta khẳng định. Đấy, làm bây giờ lại làm cái 244. Mọi người có biết cái 244 ngày trước không? Đưa ra rồi xin nghỉ rồi bắt đầu lại Trung ương lại đồng ý rồi lại tín nhiệm là viết tiếp. Đấy, mọi người cứ đồn là anh, nói chung mà về cái tin đồn anh Huy San, mình cũng xem mấy hôm, từ hôm qua đến giờ mình xem mấy cái tin đồn là anh Huy San bị bắt vì cái chuyện này, vì cái chuyện kia nhá. Mình thấy, thôi thì đấy cũng là cái ý kiến của họ. Mỗi người người ta có một ý kiến, có mỗi người có một quan điểm, mình không thấy cái quan điểm nào nó giống mình cả. Còn cái ý kiến của mình về cái việc mà anh Huy San bị bắt ấy, thì mình nói chuyện rồi. Là mình, là trước... Cách đây sau khi vụ anh Huệ bị bắt ấy, thì có cái làn sóng mà phản đối những người như ông Trọng ấy. Thì là lúc đấy là cái bên Hội đồng Lý luận Trung ương ấy, người ta có đưa một cái bài viết là cảnh cáo về cái ý thức thái độ chính trị ấy, là không kiểu như theo thời cuộc là đang chống tham nhũng mà có ý định là kiểu như là phản đối rồi là thế này thế kia các thứ ấy, cần phải xử lý ấy. Thì khi mà cái bên Hội đồng Lý luận Trung ương ấy, người ta đưa ra cái bài viết đấy, mình đã nói luôn rồi là thế nào có mấy anh cốt này, mấy anh côn bị ra đi thì tưởng là anh Lưu Trọng Văn cơ. Nhưng mà nếu mà anh mà Osin nha, mà anh không có hai bài viết vừa rồi anh ý phang nha, thì mẹ cái lão Lưu Trọng Văn là cái lão ấy phải đi đầu tiên. Thằng đấy mới gọi là thằng ông Lưu Trọng Văn mới là ông đang điếm.
anh mua xin thì anh tốt với mình, nhưng mà trái quan điểm thì mình chửi nhau, mình chửi anh ấy thôi, chứ còn thực tâm là mình không không ghét anh. Có ông kia có hỏi là ai thay bác Trọng, ông mà hỏi là ai thay tôi thì mẹ buôn dưa lê chém gió bây giờ, mai bây giờ anh cũng xin bắt rồi, tôi nghỉ rồi, bây giờ ai thay tôi đưa tin, ai thay tôi chém gió bây giờ. Cơm rồi, thôi lại đến giờ đi ăn cơm rồi, cứ ăn đi, em nói thêm vài câu rồi em đi. Anh ô xin anh chết vì tình cảm của anh với đồng hương của anh ấy thôi, đồng hương Hà Tĩnh với anh ấy thôi. Đấy là nghe Lưu Trọng Văn là phải đi đấy. Nhưng mà ông ô xin thì ông ô xin thì đéo là ông ấy mẹ lại kiểu như anh hùng, ông lại đứng lên, đáng nhẽ ông ấy khôn, ông ấy tỉnh táo, ông phải đẩy cho mẹ mày Lưu Trọng Văn phang tiếp, hoặc là ông đào tạo thằng Trần Thanh Cảnh, thằng Trần Thanh Cảnh cái thằng này nó mới ngọ lên, nó đang hiếu chiến, nó đang máu, hiểu không, bơm mẹ tin cho nó. Rồi kiểu như ông xin ông cứ chụp ảnh cái thằng Trần Thanh Cảnh đấy, ông cứ chụp ảnh nó, ông ở khoe là hôm nay uống rượu với nó, rồi hôm nay ngồi đi chơi với thằng Trần Thanh Cảnh thế này thế kia các thứ. Xong rồi một mặt khác ông ấy ngầm, ông ấy tuần ý tuần tin cho thằng Trần Thanh Cảnh nó viết bài. Thế thì khác gì ông viết đâu, nhưng mà đẩy cho thằng Trần Thanh Cảnh, nhưng mà chắc là mấy cái thằng đấy nó viết nó không đủ lực. Thế đâm ra là anh ô xin anh phải xuống tay. Bây giờ mà nhà nước mà xử lý khéo nhá, cơ quan an ninh mà xử lý khéo là ra mẹ anh ô xin khoảng 2 tháng rồi thả cho anh về, kiểu như là gọi là tại ngoại, còn vụ án thì vẫn còn đang xem xét. Sau đấy túm mẹ cổ thằng Lưu Trọng Văn vào, cho nó vào tù, chơi đòn đấy mới hay. Dân tình người ta cũng không, người ta cũng không ai kêu thằng Lưu Trọng Văn đâu. Mà lúc đấy thì người ta thấy anh ô xin lại được về rồi thì người ta cũng bớt kiểu như điều tiếng. Còn anh ô xin mà anh được về rồi, anh bị giam còn lại đời của anh ấy đi tù phát 2 tháng anh về là anh cũng gọi là mất giá rồi, thì thôi gọi là vô hiệu hóa rồi. Chứ bây giờ xử anh ấy mấy năm tù làm cái gì, giam anh khoảng vài tháng thôi cho qua cái đợt mà những cái người Hà Tĩnh định liên kết với nhau lật đổ thôi đấy. Thế nên là mọi người cũng chưa đừng gọi là gì vội. Vì anh ô xin thì anh mới bị khám, còn chưa công bố tội. Sang tuần thì mới công bố tội. Nhưng khi là anh chỉ... Như ngày xưa mình cũng bị bắt đấy. Mình bị khám nhà, bắt khẩn cấp rồi mình khám nhà, đặc lệnh bắt đấy. Đưa đi nhưng mà cũng chỉ là 9 ngày là đi về thôi. Nghe tội lúc bị bắt thì ai cũng bảo là mình đi tù rồi, mình quả này không thoát được rồi, lọ kia các thứ. Nhưng mà đi cũng 9 ngày là đi về thôi. Cho nên là anh ô xin này thì chưa, đến bây giờ phút này chưa biết được nhau. Nói chung là cứ giam cho anh vài tháng rồi là không xử, cho anh về tại ngoại. Thế là cũng xả. Đấy lần này không nhẹ à? Không biết được đâu. Nói chung là cái chuyện mà bắt vì những cái yếu tố như này thì lặng nhẹ nó vô cùng lắm. Tội nhiều khi là tưởng là đi tù đến nơi rồi lại đi về. Anh bao nhiêu lần anh bị tóm vào an ninh, anh bị hỏi cung đến chuyển miên, anh tưởng là đi tù rồi nhưng mà lại đi về. Nhưng mà có nhiều người như chuyện thì tưởng không có gì, nhưng mà vào tù cái là ở đây như kiểu Bọ Lập ngày xưa ấy, đi vào tù vài tháng rồi về là cũng ngoan thôi. Về B14 mà anh ô xin nhở, anh ô xin anh đang ở trong Lam, anh lại đi ra dự cái hội nghị gì ngoài Bắc à, hội nghị về kiểu như là chuyển giao quyền lực thời phong kiến qua hôn nhân à, tức là thời Lý Trần gì đấy ấy. Bắt đầu lại đụng chạm chuyện quyền lực nhở. Mình nghĩ là cái thằng cha giáo sư mà nó tổ chức cái hội nghị đấy ấy, là người của an ninh, nó mời anh ô xin đi ra ngoài này để dự cái hội nghị đấy, xong rồi là ra là bị bắt mẹ luôn.
Đúng rồi, giam giống Ngọc Sinh thôi. Tất nhiên thì họ bắt thì họ muốn kết tội anh ấy là tội gì mà chả được. Bây giờ ngay cái tội anh, nếu mà nói anh ấy tội bây giờ nói xấu đảng, nói xấu lãnh đạo thì người ta cho anh đi tù mút mù cũng được. Còn người ta không thích thì người ta giam cho anh vài tháng thì anh đi về cũng được. Nhưng mà mình thì mình thích cái phương án là thôi thì giam cho anh vài tháng rồi là thả anh về. Anh Oxy này nhá, thực ra những khi anh vẫn là đảng viên. Vì anh ấy trước là hoạt động trong quân đội rất là lâu năm, mà thường thường anh là sĩ quan quân đội thì là vào đảng rồi. Cũng chưa thấy ai nói đến chuyện anh ấy đi ra khỏi đảng, hay là anh ấy làm đơn xin ra khỏi đảng, hay là anh bị khai trừ đảng bao giờ cả. Thực ra là anh có xin vẫn là đảng viên ấy. Thì anh Oxin bây giờ anh bị tóm thôi thì hứa thế rồi thì giải nghệ thôi, chứ nói ra trước mấy nghìn người là tóm anh Oxin thì giải nghệ thì anh bị tóm rồi thì giải nghệ thôi, chứ còn còn mặt mũi đâu ta mà nuốt lời rồi lại mẹ mày tóm rồi lại lên lại chém gió lại nói chuyện chính trị đó kia rồi. Nhưng mà các ông phải nhớ nhá, không nói chuyện chính trị nhá, nhưng mà vẫn nói chuyện pháp luật nhá, pháp luật khác, chính trị khác nhá. Bây giờ những thằng quan chức nào mà vi phạm pháp luật mà ăn tham ô tham nhũng hay là như thế nào là vẫn mẹ mày phải nói chứ. Chứ nói không nói là không nói về chính trị, là không nói về mẹ dân chủ đa nguyên đa đảng, hay là không đòi hỏi lật đổ chế độ thôi, chứ còn mẹ mấy cái thằng quan lại quan chức mà đi đi mà đi cướp đất xong rồi hại người ta giết người ta thì chả nghe không nói à. Nói chung là các ông bảo tôi là có tin đúng, tin nội bộ, tin các kia, các ông sai lầm hết. Tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi với các ông rồi, là tôi làm đéo có tin nội bộ gì. Đéo ai người ta đưa tin thì bẹ của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng cho một cái thằng lưu manh thì bẹ vô học chúng tôi. Các ông phải nghỉ tư duy, nó phải logic một tí. Người ta đưa tin, người ta phải đưa tin cho những cái người gọi là nhà báo, mang có gọi là có thẻ nhà báo rồi, ít nhất là có một cái chính danh. Đưa tin đéo cho cái thằng đi bẹ mày lưu manh vỉa hè như tôi nó đầy giấy. Chẳng qua là tôi chỉ nghe ở bên vỉa hè rồi tôi hóng lại chuyện của cái Facebook này Facebook kia người ta nói, xong rồi tôi cũng suy đoán ra thêm vào. Thì cái may của tôi là này, các ông đánh bạc của các ông biết mẹ, khi mà các ông gập cầu nhá, các ông đang đánh bạc nó đang bệt mẹ 20 cái tiếng lẻ, các ông vào các ông thả chắn cái nó sang chắn, chắn nó 10 tiếng chắn, sau đang 10 tiếng chắn xong các ông chuyển xong đánh lẻ, mẹ nó bắt ơi à, nó bị tưởng nó bị mất sóng. Thì nó như là mình đang đánh bạc son ấy, mình nói phép, chẳng qua là tôi nói phép, dạo này tôi nói phép thì tôi trúng được nhiều nói đúng nhiều, gọi là người ta gọi là nói phép kịp thời, chứ có tin tức mẹ thì đâu. Nhưng cái thằng đánh bạc có son ấy, có nhiều thằng gọi là đánh bạc gọi là tây say ấy, đi mẹ nó thả mặt nào được mặt đấy. Đang thì mẹ mày 10 cái chắn nó đánh đi mẹ lẻ sang lẻ, đang 10 cái lẻ đánh chắn nó sang chắn. Thì tôi cũng là son thì tôi đoán đúng, nhưng mà son thì nó chỉ có thời thôi. Hay là mấy cái người mà các bạn biết là mấy cái người cứ bảo là ôi dồi ôi có cái thầy này có cái cô này ở cái vùng này xem bói giỏi lắm, ôi xem rất là đúng, nói không sai một tí nào cả, mà rất là người lạ đến người ta xem cũng đúng. Không phải là cái người đấy người ta bịp đâu, mà người ta bảo là kiểu như được ăn độc thánh ấy. Tức là có một cái giai đoạn cái người đấy người ta xem bói nhá, trong vòng 1 năm hay 2 năm nữa người ta xem, kể cả một người mới đến người ta xem, người ta gói phanh vách đúng. Nhưng mà khi mà khoảng chỉ kéo dài một thời gian thôi, người ta gọi là hết lọc đấy, thì lúc đấy là người ta xem sai, là người ta phán đi, mẹ mình sai phán đúng đi. Cho nên là các ông cứ để ý nhá, cái thằng đánh bạc không bao giờ son được, nó chỉ son được một cầu thôi. Và cái người mà xem bói hay là người xem bói hoặc người xem bói ấy, hay là các cô phán ấy, các thánh phán ấy, người ta chỉ phán được đúng một giai đoạn 2 năm rồi lúc vào Phan Thị Thanh Hằng là thì ở vùng này vùng kia có cái ông phán đúng lắm, phán đâu đúng đấy, nhưng mà ông ấy chỉ mẹ mày phán được chỉ khoảng 5-2 năm là hết, về sau có thấy nhắc đâu. Có ông nào xem bói mẹ hay được cả đời đâu. Các ông thầy xem bói chỉ giai đoạn mẹ mày giỏi lắm 2 năm. Và cái thằng đánh bạc trong nó chỉ được một cái cầu bạc đấy là nó được cái cầu bạc đấy là nó mẹ mày son đánh đâu chúng đấy, sang cầu khác là xong.
Thì tôi thì cũng là một cái loại như thế thôi. Tôi cũng chỉ là một cái loại là thứ nhất là tôi đi tôi nghe tin của các cái Facebook mà cái người kiểu như là có tên tuổi, họ có độ uy tín, như kiểu là mấy người như Lê Trung Khoa, Lê Nguyễn Hương Trà, rồi mấy cái người người ta có uy tín ấy, thì tôi nghe lại của họ rồi tôi về tôi chế ra, tôi làm tin của tôi. Bây giờ là mình cũng cảm thấy coi như là kiểu như vậy, nói phét thì nó cũng chỉ trúng được đến thế thôi, chứ còn làm sao mà các ông bảo tôi giỏi, thế bây giờ các ông giỏi, các ông hỏi mẹ tôi là mai kia bắt thằng nào, làm sao mà tôi biết được, đúng không? Các ông hỏi tôi là thí dụ là tuần tới đi mẹ, mà tuần tới thằng nào bị bắt, tôi làm sao mà tôi biết được, tôi mà biết được tuần tới bắt mẹ thằng thằng nào to thì tôi giàu mẹ rồi. Thí dụ là tôi biết là thí dụ hôm mai ngày mai sắp sửa bắt mẹ mày thằng thằng Dương Công Minh chẳng hạn, đúng không? Thế hôm nay tôi đi tôi vay chứng khoán, tôi vay cổ phiếu của cái thằng nào đang ôm cổ phiếu của Dương Công Minh ấy. Tôi bảo là mày cho tao anh vay, rồi anh vay cổ phiếu anh có việc rồi là sang tuần 2 tuần nữa anh trả cho mày. Thế tôi bán con mẹ đi rẻ đi. À tôi bán đi luôn. Xong rồi tuần sau 2 tuần sau thằng Dương Công Minh bị bắt, lúc đấy cổ phiếu nó xuống con mẹ giá, lúc đấy tôi mua lại tôi trả cho người ta, có phải là tôi giàu không? Nếu mà tôi mà biết được trước thằng nào bị bắt thì tôi giàu mẹ to rồi. Không phải ngồi đi đây đây ngồi đi đi bán đồ mẹ mặc cả với khách, khách người ta mua món đồ 2 triệu 3 triệu người ta bảo anh ơi bớt 20 rồi anh ơi tiền bớt cho em 500 300 lợ, xong rồi lại còn anh ơi cái tiền mà kiểu như ship thì anh miễn phí cho em các thứ được không, mệt khổ lắm. Nói chung thì các ông bảo tôi là phe người này người nọ thì các ông đéo đúng đâu, mai tôi thì bẻ nghỉ tôi đéo chém gì được, các ông hết hết nói tôi là phe này phe kia. Thực ra tôi chỉ là phe mà tôi thích mẹ mày đánh nhau, thích bắt nhau thôi, tại vì toàn quan chức cộng sản cả, thằng đéo nào mà chả có tội, bắt thằng nào cũng được, thằng nào cũng sướng, càng bắt nếu mà ngừng không bắt ấy, thì thực sự là tôi buồn, chứ còn bắt mẹ mày còn bắt thằng này thằng kia tôi còn thích. Vụ Oxin thì nói từ đầu rồi, Quốc Hùng ơi bây giờ ông vào thì tôi không nói lại đâu. Không anh mẹ gác kiếm, anh chắc phải gác kiếm thôi. Nói như đinh đóng cột, nói mẹ chuyện như thế rồi. Bây giờ mẹ trước mặt bao nhiêu nghìn người mình nói xong rồi bắt đầu mình lại mẹ mình nuốt lời thì nó khó. Ít nhất nó phải từ từ xem nó có cái sự kiện gì xong bắt đầu mình mới nói lại, chứ còn bây giờ đi nói chuyện chính trị luôn thì mẹ mày còn đâu gọi là còn đâu gọi là phong cách, còn đâu gọi là chất giang hồ, chất giang hồ mẹ mày mở mồm nói ra là phải thực hiện. Thôi thì cái này thì cũng nói tóm lại với mọi người là chuyện anh Oxin anh bị bắt đấy thì đáng nhẽ ra là bắt Lưu Trọng Văn cơ, nhưng mà vì anh Oxin anh ấy không hiểu sao anh lại kiểu như bực quá anh ấy xông pha ra tuyến đầu, thế nên anh ấy bị xích thôi đấy. Thôi còn bộ trưởng bộ trước gì bắt anh Oxin là hết chuyện rồi, tôi hết chuyện rồi. Đúng rồi, nói chuyện với anh Tùng Trời, anh Jin với anh Cương hay hơn. Ông Jin đấy ngày xưa ông cầm gà đi, mẹ ông to cao, ông cầm gà xong rồi bên kia ông Tiên buôn gà ở chợ ấy, ông Tiên người Thái Nguyên buôn gà ở chợ, ông bé như cái kẹo ấy, thế là ông cùng hai ông cầm gà bắt đầu hai ông tranh sơn với nhau ấy, thế là hai ông chửi nhau, thế là ông Tiên ông vừa quay đi, ông Jin ông đám phát vào đít ông Tiên, mà ông Tiên ông mẹ mày bắn vào đầu người khác nhảy ra, bắn ra đầu khỏi sới, như gà chọi bị bắn ra khỏi sới. Chà thôi, làm ông cha thôi, nói chuyện tí rồi lại đi làm bây giờ thôi, chào mọi người, bây giờ chịu khó.
chịu khó làm ăn thôi. Hết 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 tin tức, mình hết tin tức, hết chuyện chính trị rồi. Bây giờ nói chuyện chính trị thì không còn tin nữa. Cái này nó như này nhá. Nếu mà anh Oxin anh còn ý, thì anh ấy vực phe kia lên nhá. Anh ấy làm truyền thông cho phe kia lên nhá. Phe kia là bơm tin cho anh ấy, để anh ấy đánh tung vé lên. Thì các phe khác ấy thì nó bị đánh ý, nó cũng điên. Nó sẽ tìm người nó lại bơm tin lại. Thế dụ nó lại bơm tin lại cho mình. Thế là mình lại phang lại. Thế là dư luận lúc đấy nó mới ồn ào, hai nguồn tin hai bên đều phong phú ấy. Nó mới trận đầu mới hấp dẫn. Bây giờ anh Oxin rồi, anh mà anh teo mẹ rồi. Bây giờ tôi thử hỏi mà mọi người còn một mình tôi. Xong người ta bơm tin cho tôi. Thế tự tưng tôi mẹ một mình tôi một sân khấu. Một mình tôi mẹ mày tôi độc diễn. Người ta tôi như thế thành ra tôi thành mẹ mày. Nhiều người người ta nhìn vào mình, người ta soi mình. Cho nên là nó không tốt. Ví dụ mà anh Oxin mà anh ấy còn cơ, xong anh khế anh còn cơ, xong các anh ấy bắt đầu cứ mẹ bơm tin cho các đệ tử của anh ấy, anh chỉ đạo các đệ tử của anh ấy đánh người này người kia, xong cái bọn nó bị đánh, nó cũng nên mẹ bơm tin lại cho bọn khác trong đấy có tôi để đánh lại, thì nó mới gọi là trận đấu, nó mới gọi là hay cay cấn, nó mà hấp dẫn. Chứ bây giờ mà anh Oxin anh bị túm mẹ rồi, bây giờ có mình tôi, thí dụ mà tôi khó mà không phải tôi là phép, hoặc là không phải tôi là phép mà cứ gọi là trong trường hợp là tôi có người đưa tin đi, một mình tôi một sân khấu à, xong rồi tôi tuyên bố ai trong người đấy toi à, xong rồi tôi một mình tôi mạnh ngạo ấy à. Mẹ tôi phải biết mình là ai chứ, mình chỉ là chẳng qua là một cái thằng ở bên ngoài, chẳng qua mình ở bên ngoài người ta đưa tin cho mình biết thôi, chứ mình thì mẹ tài năng gì, số phận lựa chọn thì chính trị mẹ cái gì, đúng không? Mình phải biết mình. Người khác người ta kia kìa, bao nhiêu người người ta còn tài năng hơn mình, người ta còn đạo đức hơn mình, người ta còn cái sự mà nhân cách người ta hình thành khi mà người ta trưởng thành, người ta học hành bài bản, thì mẹ mình từ bé đã đi lên chợ Đồng Xuân, mẹ mày ăn cắp, lớn lên một tí thì buôn gian bán lậu, mẹ mày chơi trò các kiểu, rồi làm tư cách gì để lại cho những cái người người ta có tư cách hơn, người ta được học hành bài bản hơn, coi như là quá khứ của người ta trong sạch hơn. Người ta có cái quá khứ trong sạch, người ta có cái trình độ họ kiểu như là đẳng cấp, người ta làm cái chuyện này. Mình thì chỉ gọi là mẹ thời thế là lao nháo rồi, gọi là thời thế lao nháo pháo bắn xe. Đấy có chí xí ngô ngồi thiếu đấy đầy người. Rồi là nguyên cái gì tường ấy. Rồi là thằng mẹ rồi là thằng Nguyễn Tường Minh rồi là bao nhiêu người. Thằng Việt Thắng Nghệ An rồi thằng Mạnh Quân của báo Dân Trí, nhiều lắm, nhiều người nhà báo, nhiều người lắm, không phải đến lượt mình. Mình chẳng qua là thời thế láo nháo pháo văn xe, thì mẹ chẳng may mình lại ở bên ngoài, thế là đâm ra là các tố đưa tin cho mình để mình chém thôi, chứ còn mình phải hiểu mai kia không có tin tức, không có gì, mình bằng là cái gì. Mình lại trở về cát bụi, mình lại trở thành thằng lưu manh. Thì bây giờ thôi đi mẹ, đang lúc này bà thôi thì mẹ mày nhân dịp anh Oxin anh ấy bị này, tôi mẹ về tôi làm lưu manh. Hồi xưa mẹ mình đang ngồi ở nhà ông Lê Quốc Quân, ông đi xe ô tô đến, ông bảo ông đi cùng tôi tí. Thế là mình với anh em thì nó gọi thì mình đi thôi, thì biết đéo đi đâu. Thế là nó đi cùng mẹ mình lên cái chỗ mà Lê Thánh Tông, cái chỗ mà đăng ký bầu cử quốc hội ấy. Xong nó mới bảo là tôi nói cho bây giờ tôi mới nói cho ông biết là tôi lên đây để tôi làm cái hồ sơ để đăng ký đại biểu quốc hội. Thế là mình giật cả mình, mẹ cái thằng này chả nói trước gì cả, nhưng mà chẳng nhẽ đi đến đấy rồi mình lại bảo thôi tôi đi về à. Nó bảo ông đi cùng tôi yên tâm. Thế là mình đành phải đi cùng nó đi vào. Nó bảo là nó đăng ký đại biểu quốc hội. Cái thằng các cổng nó cứ tròn xe mắt. Nó bảo làm gì có cái chuyện đấy. Thế là thằng Lê Quốc Quân bảo không, trong luật có cái đấy mà, các thứ. Xong rồi nó bảo để nó vào xin ý kiến. Nó xin ý kiến thì lúc sau là người, một lúc sau lửa tiếng sau nha, hai thằng đứng ở bên ngoài. Lửa tiếng sau bắt đầu là mời hai thằng vào bắt đầu mà ngồi. Xong nó hỏi là ai là người các anh nào xin đăng ký đại biểu quốc hội. Thế là Lê Quốc Quân nó bảo có, nó đăng ký. Thế bắt đầu đăng ký, mang chứng minh thư ra ghi, xong rồi đăng ký làm đại biểu quốc hội. Xong rồi bọn kia quay sang hỏi mình là anh có đăng ký làm thi đại biểu quốc hội không? Không, tôi đăng ký đéo ấy. Đi mẹ, nếu mà cái đất nước này mà cho có một cái đảng nào đảng lưu manh ấy, toàn tiền án tiền sự ấy, mà đi ra lập cái đảng ấy mà ra đăng ký làm đại biểu quốc hội thì tôi đi.
vì mẹ với tôi cái đất nước này tôi thấy nhiều thằng đi tù lắm mà chưa có thằng nào đại diện tù hình sự nhiều lắm, bao nhiêu trại, bao nhiêu trường mẹ, bao nhiêu trại cải tạo ở khắp cái đất nước này nhiều lắm, mà có một cái đảng nào mà toàn là lưu manh mẹ giang hồ rồi tù tội ý. Thì tôi đi tôi làm đại diện đảng đấy, bây giờ chưa có đảng đấy thì tôi chưa đi. Thôi anh idol đéo thì mẹ hả, anh chào idol đéo. Các cậu cứ bảo idol idol, bảo anh idol rồi mai kia như khi anh lại nhìn mẹ thì cái em nào sinh thì mẹ 17, 18, 18, 19 tuổi sinh thì cuối cùng lúc đấy anh không kìm được anh đè ra anh mẹ hiếp dâm, cuối cùng anh đi tù các chú lúc đấy lại buồn này, bảo idol của mình thì đéo đâu lại mẹ bị bắt vì tội hiếp dâm. Hoặc là anh nhìn thấy cờ bạc kia anh ra anh lại đánh cờ bạc của anh bị bắt, bảo idol đéo đi mẹ toàn cờ bạc toàn trai gái như thế này nên các chú đừng có mà cho anh làm idol. Các chú cứ nghĩ anh là thằng mệt mẹ mày lưu manh vô học rồi là ngồi chém gió ấy. Có anh chơi băng cối thỉnh thoảng yên yên rồi là đêm khuya rồi ngồi nghe băng cối là nó hay phết, nghe tiếng âm thanh gọi là cái gì atalop gì đấy. Bây giờ chỉ ngồi chờ anh Oxin anh được tha, giam được vài tháng anh cũng được tha, sau đấy thì là tha anh Oxin xong rồi là bắt bắt thằng cha Lưu Trọng Văn. Thằng Lưu Trọng Văn còn đáng bắt anh Oxin. Anh Oxin thì dù sao anh ý là lúc này là anh ý thấy mấy cái người Hà Tĩnh của anh ý bị yếu thế thì anh ý cái tình gọi là đồng hương thì anh ý lên tiếng thôi. Thôi 2 giờ chiều rồi chưa ăn cơm trưa đây, bây giờ đi ăn cơm trưa đây. Bây giờ phải đi tìm cái con đéo với cái con Trang thì bạn ấy nó cứ vào nó cứ bảo mình có nhớ mẹ không. Nó cháu có nhớ bà không với thằng con cụ đâu. Bài hát nhạc vàng anh thích nghe nhất là bài gì? Thích nghe nhất là bài Mấy Dặm Sơn Khê và bài Anh Nhớ Gì Không Anh. Cả hai bài đều của Nguyễn Văn Đông. Thôi anh thì là như khế teo rồi mình có chửi được không? Mình nói chung là lúc người ta đang gọi ở oai thì mình chửi thôi, chứ còn người ta bị tóm rồi thì chửi gì. Kể cả anh khế cũng thế. Anh khế chửi anh ầm ầm anh tóm rồi thì thôi. Cái gì ạ? Đây anh chè, đây em cũng ra ngoài đấy luôn. Em ăn rồi. Kể ra anh Oxin anh bị giam mấy tháng thôi rồi cho anh đi ra, thế là anh bị vô hiệu hóa rồi, anh cũng gọi là mất giá rồi. Chứ bây giờ ông ấy cũng vào bao nhiêu tuổi, ông Oxin ông phải sáu mấy thế nhỉ, ông Oxin ông phải sinh năm sáu ba bao nhiêu nhỉ, mọi người thử tra tra xem ông Oxin ông sinh năm bao nhiêu. Sinh năm 63. Ông sinh năm 63 thì bây giờ là ông 61 tuổi. Ôi trời mẹ, mày 62 à? 62 bây giờ ông 6 6 mấy tuổi rồi? 6 mấy tuổi rồi đi tù tội. Mong sao là qua cái livestream này thì mong sao là các cơ quan nhà nước châm chước cho anh Oxin, dù sao anh có thời kỳ anh phục vụ trong quân đội rồi ở chiến trường Campuchia,
rồi anh về anh cũng có, thực ra là ông Oxin ông viết nhiều bài mình cũng đồng tình với ông ấy, chứ không phải là bài nào mình có chửi ông, mọi người để ý xem không phải bài nào là tôi cũng chửi ông Oxin đâu, chỉ có một số bài mà ông mang tính chất là kiểu như là phe phái thì tôi chửi ông ấy thôi, chứ còn nhiều bài ông ấy viết nó khách quan chung cho cả đất nước thì tôi nói gì ông đâu. Chứ mọi người cứ bảo tôi là ghét ông Oxin, nhưng mà tôi có phải là bài đáo là tôi cũng chửi ông ấy đâu, chỉ số một một số bài mà ông Oxin ông mình hơi tí phe cánh vùng miền thì là mình chửi ông ấy thôi. Thôi anh Tư Sang, mẹ anh Tư Sang ơi, là anh Tư Sang, anh Tư Sang bây giờ anh phải có chơi ván bài cuối cùng đi anh Tư Sang ơi. Bây giờ Ba Dũng anh bao nhiêu năm nay Ba Dũng gia đình nhà Ba Dũng vẫn yên ổn, mà bây giờ là anh Tư Sang là anh già rồi, mẹ cái chị Yến bồ của anh vì 3x truy sát mà phải chạy sang bên mẹ Hoa Kỳ, xong rồi là cuối cùng không về được với anh, mang theo đứa con gái của anh đi, xong rồi sang bên đấy bây giờ chị Yến thì bây giờ chị cặp mẹ với cái thằng người Ả Rập người Thổ gì đấy rồi, thế là anh mất người yêu, anh còn hai thằng đệ tử thằng Nguyễn Cao Chí cả anh Ngô Xin thì anh cũng bị mẹ bây giờ bị thịt mẹ đốt cả hai thằng rồi. Anh Tư Sang ơi anh làm thế nào anh chơi phút cuối đi, nhưng thế này thì đau khổ quá. Ừ, đau khổ cho anh Tư Sang quá, làm sao mà bây giờ lần lượt người của anh cứ ra đi như thế này, rồi anh dựng được anh dựng anh phúc nghẹo lên để mà hất Ba Dũng cái đợt đấy, anh dựng phúc nghẹo lên anh giới thiệu phúc nghẹo ra làm thủ tướng, khi 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 3x về là 3x là không giới thiệu ai làm thủ tướng cả, thế là anh Trương Quy San anh giới thiệu 7 phút làm thủ tướng đấy, cuối cùng là bây giờ 7 phút là cũng bị mẹ kỷ luật nhục như con chó, mà 7 phút mà anh đéo biết nhục nhỉ, mẹ bị kỷ luật mẹ rồi phải về rồi, mà cứ có cái hội nghị gì cũng mẹ mày vác mặt đi ra thì mẹ đi lại cũng chán, mẹ thằng nghẹo với nó chả có một cái gọi là liêm sỉ gì cả, về mẹ ngồi im đi, như anh thưởng anh Huệ cái anh về cái là anh ngồi im mẹ luôn rồi, tao thất trận rồi, tao chấp nhận thất bại, tao về tao mẹ mày sống với mẹ tao, người ta thương, thế nhưng mà anh Huệ bây giờ anh Huệ anh mất chức cái anh đăng ngoài rồi, anh mất chức cái anh về anh mày ở với mẹ anh thì ai nhìn người ta cũng mẹ mày cảm thông, chứ nghẹo là vẫn cứ đi thì mẹ mày lết hội nghị này lên tận cả Điện Biên nó cũng vác mẹ mày đi là bị kỷ luật chứ hay ho gì đấy. Mà quay lại nói chuyện anh Tư Sang, anh Tư Sang là đời là đau, coi như là dựng lên này, mẹ này mày dựng lên sân sau tài chính mẹ Nguyễn Cao Chí, cuối cùng là mày bây giờ bị túm mẹ rồi, cái vụ mà 1.000 tỷ mà bà Lan bà đưa cho thằng Nguyễn Cao Chí ấy, là hối lộ cho anh Trương Hòa Bình anh Trương Tấn Sang, chứ còn làm đéo có chuyện là đầu tư đưa 1.000 tỷ đưa làm mấy đợt mà không ghi giấy không ghi sổ gì cả, rồi không nhớ nhầm mẹ đấy là tiền kiểu như hối lộ thì mới kiểu đưa như kiểu đấy, xong rồi về sau khai ra thì bắt đầu hợp thức hóa thì bảo là thôi là tiền là mua mua công ty này à, mua cái cổ phần của cái này cái kia các thứ, chứ nhưng mà còn anh Tư Sang ấy thì anh Tư Sang còn thì mình hy vọng là anh cũng là người mưu lược, anh cũng trải qua tù tội rồi, anh cũng là người 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 mưu lược mắt vuông hàm én mắt tí hí, mẹ con người đấy là cũng là con người rất là mưu lược ấy. Chưa chắc anh Tư Sang anh đã thất bại đâu, kiểu như các bạn nhớ như là Lưu Bang đánh nhau với Hạng Hú ấy, đúng không, Lưu Bang đánh nhau thua bao nhiêu trận thì mẹ mày cuối cùng là mày chỉ mẹ mày một trận rồi anh thắng lại là rồi anh thắng lại hết, cho nên anh Tư Sang anh bị thất trận nhiều như này nhá, nhưng mà anh 3x ông Trọng là đừng có mà coi thường, một ngày nào đấy anh nghĩ là sẽ còn mấy quân Hà Tĩnh ở Long An anh nghĩ kết hợp lại anh phang lại thì lúc đấy là trắng mắt ra, nên bây giờ là mình thôi từ bây giờ là vừa, thôi từ bây giờ thì mai kia khoảng 2 năm sau nhá thì cái băng Hà Tĩnh nó mạnh đúng không? Lúc đấy nó lật đổ nó cướp được chính quyền nó khống chế lại, lúc đấy thì là thôi rồi đéo thù mình nữa, tại vì mình bỏ lâu rồi đấy, mình phải khôn hơn, chứ lúc đấy mà mình cứ theo đuổi xong đấy lúc đấy mình lại cương lên mình lại chửi cái băng Hà Tĩnh thì lúc đấy nó cho mình lại teo nhanh Oxin bây giờ, nên mình thôi trước 2 năm, thế là 2 năm sau là băng Hà Tĩnh lên là khống chế lại nắm được quyền cục diện chính trị, lúc đấy nó xử thì lúc đấy thôi mình thôi mẹ lâu rồi thì là thôi nó cũng tha cho mình, nên mình thôi bây giờ là hợp lý nhất. Thôi chào anh em đi ăn cơm.